mang một màu sắc rất riêng biệt, Bảo Gia Farm ở huyện Đông Thạnh, tỉnh Hậu Giang, cách trung tâm thành phố Cần Thơ 10 km, đã tạo nên điểm đến du lịch nông nghiệp thu hút du khách. Không chỉ tận hưởng không khí trong lành, mang lại cảm giác thư thái, thoải mái và yên bình, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị về chăn nuôi và trồng trọt trong vai trò người nông dân. Mời quý vị cùng đến tham quan và trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái này qua những hình ảnh ngay sau đây. Thoạt nhìn vào, chắc hẳn không ít người nghĩ rằng đây là vườn rau sạch của gia đình chị Lưu Thị Kim Chi ở thành phố Cần Thơ. Hôm nay chắc chắn nhà chị sẽ được thưởng thức những món rau ngon ngọt tự tay thu hái. Những luống rau xanh tốt và sạch này là nguồn thực phẩm mà bao nhà mơ ước. Thực tế, đây lại là hoạt động trải nghiệm của gia đình chị Kim Chi tại vườn rau của Bảo Gia Farm, vườn rau đạt chứng nhận hữu cơ Việt Nam. Cuối tuần, gia đình chị tìm đến đây để nghỉ dưỡng, tận hưởng cảm giác thư thái và an yên. Điều quan trọng hơn cả là để các con được trải nghiệm các hoạt động về chăn nuôi, tìm hiểu quy trình sản xuất hữu cơ và vòng tuần hoàn canh tác nông nghiệp bền vững nơi đây. Sau một cái tuần làm việc rất là căng thẳng và mệt mỏi, thì tôi cũng muốn tìm về một cái nơi thật là sự yên tĩnh để mình có một cái cảm giác nó thư thái trong tâm hồn. Và hôm nay đến đây thật sự tôi thấy nơi đây thật là thú vị và thật sự rất là phù hợp để ngày cuối tuần mà gia đình có thể tụ họp ở đây. Bên mình là có tư vấn cho các du khách đó, có thể trải nghiệm được tất cả các khâu trong quá trình chăm sóc rau của mình. Từ cũng có một số du khách là như những bác nông dân hay là những bạn kỹ sư, thì họ có nhu cầu là tìm hiểu sâu hơn về cái kỹ thuật trồng của mình. Là khu du lịch nông nghiệp bền vững với nhiều hoạt động, nhưng điểm nhấn ở đây chính là khu vực chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đây còn là điểm tổ chức các chương trình ngoại khóa lý tưởng dành cho học sinh ở nhiều lứa tuổi, nhất là học sinh từ các trường mầm non, tiểu học. Các loại rau mà mình đang trồng á, thì áp dụng theo cái biện pháp canh tác hiện tại là canh tác hữu cơ. Thì trong quá trình canh tác thì hoàn toàn không sử dụng là phân bón hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng các cái loại phân bón được ủ từ các loại phân chuồng, rồi sử dụng các loại dịch chích thảo mộc mà được tự làm tại farm luôn để mà sử dụng trên cây trồng. Bảo Gia Farm đưa vào luôn cái mô hình có thể gọi là một cái dự án khá là mới liên quan tới du lịch giáo dục ngay tại đồng bằng sông Cửu Long, đó là Bảo Gia Farm Kim Biên, và với tên gọi mô hình đó là du lịch nông trại giáo dục. Và thì đây cũng là một cái mô hình cũng rất là ý nghĩa đối với là con em học sinh và nhất là các bạn học sinh sinh viên ngay tại đồng bằng sông Cửu Long và cũng như ngay tại thành phố Cần Thơ, đưa vào những cái giá trị về văn hóa ngay tại cái khu vực của xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang. Với người dân sống tại khu đô thị, những hình ảnh vật nuôi như thế này là khá hiếm hoi. Thế nhưng đến đây, du khách còn có những trải nghiệm quý giá về cách chăn nuôi nhiều loại động vật, từ heo rừng, gà, bồ câu, vịt. Đây cũng là trải nghiệm được nhiều bạn nhỏ thích thú và quan tâm. Qua các trồng trọt và chăn nuôi, bé tìm hiểu được cái môi trường sống cũng như là thức ăn hoặc các loài động vật tên gọi và môi trường sống của chúng, thì tôi thấy nơi đây thật là một cái trải nghiệm tuyệt vời và cung cấp cho bé rất là nhiều kiến thức. Các gia đình có thể khám phá nông trại bằng phương tiện xe đạp, giúp con trẻ hình thành ý thức rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường. Trong khi đó, trải nghiệm đi máy cày dọc theo các tuyến đường ở Bảo Gia Farm cũng là hoạt động thú vị, mang lại cho trẻ nhỏ sự phấn khích. Đến đây, du khách còn được thỏa sức sáng tạo với nhiều hoạt động, vẽ, tô màu, trồng cây hay làm những món bánh dân gian đậm chất Nam Bộ. Du khách nếu mà có nhu cầu ở lại thì vẫn có thể ở lại được ngay tại farm theo cái mô hình là camping. Và ngay tại Bảo Gia Trang Viên thì cách Bảo Gia Farm chỉ có 1,5 cây số thôi. Thì ở Bảo Gia Trang Viên thì đây là một cái khu nghỉ dưỡng và ở đó thì du khách có thể là trải nghiệm là phục hồi sức khỏe tinh thần và thể chất nè. Rồi và tham gia các trò chơi về thể thao mạo hiểm, ví dụ như là leo núi nè, bắn cung nè, chèo. Đấy, và ngoài ra đó cũng là cái sân chơi và cũng có điểm là để trải nghiệm ẩm thực. Hiện nay ngoài mô hình một nông trại thu nhỏ, đơn vị này còn phân phối các sản phẩm hữu cơ tươi sạch, đảm bảo chất lượng ra thị trường để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đây chính là món quà thiết thực, ý nghĩa cho du khách mua mang về biếu tặng người thân.
Có thể thấy, du khách sẽ cảm thấy thoải mái khi đặt chân đến đây. Nơi sở hữu không gian yên tĩnh và mát lành, vừa được thưởng thức những món ăn đặc trưng, vừa được tham quan thực tế nông trại để biết được bữa ăn của mình đã được chăm sóc và nâng niu như thế nào. Đến đây, khách hàng cũng có thể kết hợp tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ và một số tỉnh thành lân cận